Hello, xin chào mọi người. Trời ơi, mọi người ơi, hôm nay trong trường mình đứng đây mình ngắm là trời mưa quá trời mưa luôn rồi. Mưa từ hôm qua tới giờ luôn á. Cái này kêu bằng mưa gì ta? Mưa phùn hả? Cái này giống như là trời bão gì đó. Bây giờ mình vô trong trường mình ngồi ở đây luôn rồi, mình hết đếm về luôn rồi. Thôi lát nữa chắc mình đi xuống cái quán mì Ý dưới đây mình ăn đó ta. Đây, cái góc này đó là quán mì Ý, kêu bằng gì ta? Be gay. Ủa? Gay be. Như là cái quầy ba của mấy người bị gay, cái tên ngộ quá. Trời mưa quá trời luôn. Đứng này ngắm cảnh chiều mưa. Thôi bây giờ mình đi xuống quầy be gay nha mọi người. Ra xuống dưới có gì ăn mà nó hợp khẩu vị của người Việt á. Kiếm cái món nào mà nó hợp một tí thì mình ngồi mình ăn. Vừa ăn vừa tận hưởng, thưởng thức trời mưa, không khí lạnh, gió thì hù hù hù. Thời tiết ở Đài Loan này rất là ẩm thấp mà gió rất là mạnh nha mọi người. Đây là cái con đường đi vô cái be gay nha mọi người. Bây giờ mình vô từ từ được rồi nè. Mình đang che dù, mình đi trong mưa nha mọi người. Cái be gay này nó mở hình như là từ 10 giờ sáng không ta không? Ờ đúng rồi, 10 hay 9 giờ ta. 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối nha mọi người. Cho nên lúc nào mình xuống mình ăn trong khoảng thời gian đó nó cũng có đồ ăn hết á. Ở đây có nhiều quán thì nó chỉ bán buổi trưa tới từ 11 giờ tới 2 giờ nó nghỉ. Rồi tới 5 giờ chiều nó mới bán tới 8 giờ tối. Ở đây có nhiều cái quán nó set up thời gian khác nhau á. Rồi ở trên đó nó dán nguyên một cái bảng đồ ăn đó, mình muốn ăn gì mình chọn rồi mình loại cái quầy đó mình gọi món nha. À, bên trong bắt nhạc dễ chịu lắm, nhạc theo kiểu của Pháp rồi sao á. Hình như của Pháp không ta, không biết nữa. Nhưng mà kiểu giống như nhạc cha vậy đó. Vừa ăn vừa nghe cũng ok lắm. Giờ mình loại nha. Ê, có ba đứa sinh viên này nó đang order hả? Fried chicken dry pasta. Pasta and sauce. Húng chan. Ok. Ngon. Bây giờ mình vô trong ngồi nha mọi người. À, bên trong có một bạn người Ấn Độ. Ngồi đâu đây ta? Bên ngồi đâu nhỉ? Ở đây nó làm mặt bàn nhìn đẹp lắm nha. Cái mặt bàn nhìn rất là phong cách rất là hiện đại, không phải phong cách cổ điển mà là phong cách hiện đại ha. Chắc mình ngồi ngay cái bàn này quá, hai cái bàn lùng lùng này đi. Ủa lúc nãy ở ngoài mình nghe nhạc quá trời mà vô đây sao tắt nhạc mất tiêu rồi trời. Thì có ba bạn Ấn Độ à. Giờ này có ba bạn Ấn Độ ngồi ăn ha với mình. Nói chung quán chỗ này
làm cái khẩu vị cũng cũng được đó, nó ăn không có quá béo giống như người Ý ha. Người Ý hình như họ bỏ nhiều cái bỏ nhiều phô mai á, ăn béo. Mình gọi Nay Dung mà nó chuẩn bị cái phần ăn cho mình là quay tay rồi mọi người ơi, mình gọi ăn ở trong đây mà chuẩn bị cho sách đi ra ngoài á. Đây nè, cái món mình gọi đây. Cơm Ý với thịt thịt gà cắt viên chiên ha. Đây. Mình thấy cũng ok lắm, cũng thơm lắm nha mọi người. Bây giờ mình ăn nha mọi người. Hình như cái này là nấm đùi gà nè. Cái này là gà cắt viên chiên nè, lăn bột chiên nè. Ủa, hồi nãy mình kêu là cơm mà xá, sao bây giờ nó ra mì. Trời ơi, bữa nay sao bị hố hàng dữ vậy ta. Kêu chuẩn bị phần cho ngồi bên trong ăn thì lại chuẩn bị cho cái phần mang đi, còn kêu cơm thì lại làm cho mì, kỳ vậy ta. Buồn ghê vậy đó hả. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái nấm đùi gà nha mọi người. Ở đây nó nấu nấm đùi gà mình cảm giác là nó không có chín tới, nó vừa chín nó hơi sống sống sao á nè. Không biết cái kiểu người Đại họ ăn làm sao á nha. Ăn cái này hơi sợ sợ một tí nhưng mà thôi ăn thử đi ha. Ăn cũng được. Để mình ăn cái viên gà này nha. Dạ. Mà dính này, dính cái cọng mì vậy. Dính cọng mì vậy, khó ăn quá. Thiệt luôn mọi người, ngồi ăn mà có ba thằng Ấn Độ nó ngồi nó nhìn mình lơm lơm nha, mình sợ quá. Nhưng mà sợ là sợ, ăn thì cứ ăn thôi. Có chung gà ăn cũng được á mọi người. Mọi người ơi, hồi nãy ở ngoài quán kia mình ăn mà mình thấy có nhiều người vô quá, thôi mình bưng vô láp mình ăn luôn ha. Bây giờ mình bỏ thêm mấy con bào ngư nè mọi người. Hồi nãy ăn gà ăn chưa có đã lắm. Bây giờ mình bỏ bào ngư vô mình ăn cho đã nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời ơi, bữa nay mình sẽ ăn mì Ý bào ngư, 8 con bào ngư nghe mọi người. Trời ăn đã 8 con này luôn, chắc tối nay ngủ không được luôn, nó bổ máu quá, khó ngủ. Bây giờ mình ăn nha mọi người. Mình ăn một con bào ngư đi. Ây da, dính rồi. Đây. Cắn con bào ngư này nó dai dai mà nó giòn giòn đã lắm. Giỏi quá.
chúc mọi người buổi tối ngon miệng nha. Mọi người bây giờ mình dùng đũa để ăn nha mọi người. Hồi nãy ăn bằng cái nĩa này khó ăn quá à. Mình quen ăn đũa rồi cho nên mình dùng đũa mình gắp đi cho nó dễ. Đây cái cục gà chà bá đây. Ây da, này hình như hai cục á. Ngon quá. Ăn cộng mì Ý nó cứng cứng, nó giòn giòn, ngọt lắm nha. Ăn mì Ý thì ngon á. Bữa nay hơi bị đi mua cái món mì Ý này hơi bị không vui gì, nó làm không đúng ý. Nhưng mà bù lại ăn cộng mì Ý thấy nó cũng cứng cứng ngon ngon. Thôi tạm chấp nhận đi ha. Cuộc sống mà có lúc cũng đâu có được như ý muốn. Nhưng chúng ta nên chọn cái cách sao ta ứng xử mềm với cuộc sống thì cuộc sống nó sẽ tương tác lại với mình một cách mềm mại ha.